Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, tính đến 7 giờ sáng ngày 24 tháng 1, Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận 196 ca mắc COVID-19 mới, thêm một ca tử vong liên quan đến COVID-19, có tiền sử chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, thông tin từ truyền hình Lâm Đồng. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tích lũy đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh là 15.650 ca, trong đó đang điều trị 6.761 ca, ra viện 8.815 ca và tử vong 58 ca. Theo bảng đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 quy mô cấp tỉnh, ngày hôm nay 24 tháng 1 vẫn ở cấp độ 2, vùng vàng nguy cơ trung bình. Trong đó huyện Đà Tẻ hạ cấp độ dịch 100% xã thị trấn ở cấp độ 1 vùng xanh bình thường mới. Có 5 huyện và 51 xã phường ở cấp độ 3 vùng cam nguy cơ cao và 6 huyện cấp độ 2 vùng vàng nguy cơ trung bình. Thưa quý vị, vào ngày 20